Kinh số 58 Kinh Vương Tử Vô Ý suta Jakumara Sutta 83 Như vậy tôi nghe Một thời Thế Tôn ở tại rajagaha Gaha Vương Xá Veluvana Trúc Lâm Kalanda Kanivapa Chỗ nuôi các con sóc Rồi Vương Tử Abhazara Vô Ý đi đến Nithanga Nataputa. Sau khi đến, đảnh lễ Nithanga Nataputa rồi ngồi xuống một bên. Nigantha Nataputa nói với vương tử Abaza đang ngồi một bên. Này vương tử, vương tử hãy đi đến luận chiến với Sa môn Gotama và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây được chuyển đi cho vương tử. Sa môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị vương tử Abaza luận chiến. Thưa tôn giả, làm thế nào con có thể luận chiến Sa môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy? Này vương tử, hãy đi đến Sa môn Gotama. Sau khi đến, hãy nói với Sa môn Gotama như sau: Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói do lời nói ấy những người khác không ưa không thích chăng nếu sa môn gotama được vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau này vương tử như lai có thể nói lời nói do lời nói ấy những người khác không ưa không thích thời vương tử hãy nói với sa môn gotama bạch thế tôn nếu xử sự, sự như vậy thời có gì sai khác giữa kẻ phàm phu với ngài kẻ phàm phu có thể nói lời nói do lời nói ấy những người khác không ưa không thích còn nếu sa môn gotama được vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau này vương tử như lai không có thể nói lời nói do lời nói ấy những người khác không ưa không thích thời vương tử hãy nói với sa môn gotama bạch thế tôn nếu xử sự, sự như vậy thời vì sao devadatta được ngài trả lời như sau devadatta phải đọa vào đọa xứ apajika devadatta phải đọa vào địa ngục devadatta phải đọa trong một tiếp devadatta không thể nào cứu chữa được và vì ngài nói những lời như vậy devadatta phẫn nộ không hoan hỉ này vương tử samon gotama khi bị vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả ra cũng không có thể nuốt vào. Ví như một móc sắt bị mắc vào cổ họng một người nào, người ấy không có thể nhả ra cũng không có thể nuốt vào được. Cũng vậy, này vương tử, Sa môn Gotama khi bị vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả ra cũng không có thể nuốt vào thưa vâng tôn giả. Vương tử Abasa vâng đáp Nigantha Nataputa từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Nigantha Nataputa thân bên hữu hướng về ông rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. 84. Vương tử Abhasa đang ngồi một bên, nhìn mặt trời rồi suy nghĩ. Hôm nay, không phải là thời để luận chiến với Sa môn Gotama. Ngày mai ta sẽ luận chiến với Sa môn Gotama tại nhà của ta. Liền Bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, ngày mai mong Thế Tôn nhận lời dùng cơm với ngài là người thứ tư. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Vương tử Abaza, sau khi biết Thế Tôn đã nhận lời, liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn thân bên hữu hướng về ngài rồi ra đi. Thế tôn sau khi đêm ấy đã mãn, vào buổi sáng đáp y cầm theo y bát đi đến chỗ của vương tử Abaza. Sau khi đến, liền ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Rồi vương tử Abaza tự tay mời mọc, làm cho Thế Tôn thỏa mãn với những món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm. Vương tử Abaza chờ cho Thế Tôn sau khi đã dùng xong, tay đã rời khỏi bát, liền lấy một ghế thấp khác rồi ngồi xuống một bên. 85. Sau khi ngồi xuống một bên, vương tử Abaza bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói những lời, do những lời ấy người khác không ưa, không thích chăng? Này vương tử, phải chăng ở đây câu hỏi có dụng ý một chiều? Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi. Này Vương Tử, vì sao Vương Tử lại nói như vậy? Bạch Thế Tôn, các vị Nigantha đã bị bại ở đây rồi. Bạch Thế Tôn, ở đây con đi đến Nigantha Nataputa. Sau khi đến, con đảnh lễ Nigantha Nataputa rồi ngồi xuống một bên. Bạch Thế Tôn, Nigantha Nataputa nói với con đang ngồi một bên. Này vương tử, vương tử hãy đi đến luận chiến với Sa môn Gotama và nhờ vậy tiếng đồn tốt đẹp sau đây được chuyển đi cho vương tử. Sa môn Gotama có thần lực như vậy, có uy lực như vậy đã bị vương tử Abaza luận chiến. Bạch Thế Tôn khi được nghe nói vậy, con thưa với Nigantha Natapota. Thưa tôn giả, làm thế nào tôi có thể luận chiến với Sa môn Gotama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực như vậy? Này vương tử, hãy đi đến Sa môn Gotama. Sau khi đến, hãy nói với Sa môn Gotama như sau: Bạch Thế Tôn, Như Lai có thể nói lời nói, do lời nói ấy những người khác không ưa, không thích chăng? nếu sa môn gotama được vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau này vương tử như lai có thể nói lời nói do lời nói ấy những người khác không ưa không thích thời vương tử hãy nói với sa môn gotama bạch thế tôn nếu xử sự, sự như vậy thời có gì sai khác giữa kẻ phàm phu với ngài kẻ phàm phu có thể nói lời nói do lời nói ấy những người khác không ưa không thích còn nếu sa môn gotama được vương tử hỏi như vậy và trả lời như sau này vương tử như lai không có thể nói lời nói do lời nói ấy những người khác không ưa không thích thời vương tử hãy nói với sa môn gotama bạch thế tôn nếu xử sự, sự như vậy thời vì sao devadatta được ngài trả lời như sau Deva Data phải đọa vào đọa xứ. Deva Data phải đọa vào địa ngục. Deva Data phải đọa trong một kiếp. Deva Data không thể nào cứu chữa được. Và vì ngài nói những lời như vậy, Deva Data phẫn nộ không hoan hỉ. Này vương tử, Sa môn Gotama khi bị vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy sẽ không có thể nhả ra cũng không có thể nuốt vào. Ví như một móc sắt bị mắc vào cổ họng một người nào, người ấy không có thể nhả ra cũng không có thể nuốt vào được. Cũng vậy, này Vương tử, Sa môn Gotama khi bị Vương tử hỏi câu hỏi hai móc như vậy, sẽ không có thể nhả ra cũng không có thể nuốt vào. 86. Lúc bấy giờ có đứa con nít ngây thơ nằm giữa trên đầu gối của vương tử Abaza. Rồi Thế Tôn nói với vương tử Abaza: "Này vương tử, vương tử nghĩ thế nào, nếu đứa con nít này do sự vô ý của vương tử hay do sự vô ý của người vú hầu thọc một cây gậy hay nuốt một hòn đá vào trong miệng, vậy vương tử phải làm gì?" Bạch Thế Tôn: "Con phải móc cho ra." Bạch Thế Tôn, nếu con không thể móc ra lập tức, thời với tay trái, con nắm đầu nó lại. Với tay mặt, lấy ngón tay làm như cái móc, con sẽ móc cho ra vật ấy, dầu có phải chảy máu. Vì sao vậy? Bạch Thế Tôn, vì con có lòng thương tưởng đứa trẻ. Cũng vậy, này vương tử, lời nói nào như lai biết không như thật, không như chân, không tương ứng với mục đích, và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, không tương ứng với mục đích và lời nói ấy khiến những người khác không ưa, không thích, thời Như Lai không nói lời nói ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích và lời nói ấy khiến những người khác không ưa không thích như lai ở đây biết thời giải thích lời nói ấy lời nói nào như lai biết là không như thật không như chân không tương ứng với mục đích và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích như lai không nói lời nói ấy lời nói nào như lai biết là như thật như chân không tương ứng với mục đích và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích như Lai không nói những lời ấy. Và lời nói nào Như Lai biết là như thật, như chân, tương ứng với mục đích. Và lời nói ấy khiến những người khác ưa thích. Ở đây Như Lai biết thời giải thích lời nói ấy. Vì sao vậy? Này Vương Tử, Như Lai có lòng thương tưởng đối với các loài hữu tình. 87 Bạch Thế Tôn những sát đế lị có trí, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, những sa môn có trí này, sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến Như Lai và hỏi. Bạch Thế Tôn, không hiểu Thế Tôn có suy nghĩ trước trong trí như sau. Nếu có những ai đến ta và hỏi như vậy, được hỏi như vậy, ta sẽ trả lời như vậy. Hay Như Lai trả lời ngay tại chỗ. Này vương tử, nay ở đây ta sẽ hỏi vương tử, nếu vương tử hoan hỷ, hãy trả lời câu hỏi ấy. Này vương tử, vương tử nghĩ như thế nào? Vương tử có giỏi về các bộ phận sai biệt một cái xe không? Thưa vâng, Bạch Thế Tôn, con có giỏi về các bộ phận sai biệt một cái xe. Thưa vương tử, vương tử nghĩ thế nào? nếu có những người đến vương tử và hỏi như sau bộ phận này của cái xe tên gọi là gì không hiểu vương tử có suy nghĩ trước trong trí như sau nếu có những ai đến ta và hỏi ta như vậy ta sẽ trả lời cho họ như vậy hay là vương tử trả lời ngay tại chỗ bạch thế tôn vì con là người đánh xe nổi tiếng rất giỏi về các bộ phận sai biệt trong một cái xe nên con sẽ trả lời ngay tại chỗ. Cũng vậy, này vương tử, những sát đế lị có trí, những bà la môn có trí, những gia chủ có trí, những sa môn có trí này. Sau khi soạn sẵn câu hỏi, đến Như Lai và hỏi, Như Lai sẽ trả lời ngay tại chỗ. Vì sao vậy? Thưa vương tử, Pháp giới đã được Như Lai khéo biết. Và vì Như Lai khéo biết Pháp giới, nên Như Lai like trả lời ngay tại chỗ. Khi được nghe nói vậy, Vương tử Abaza Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, thật vi diệu thay Bạch Thế Tôn, Bạch Thế Tôn như người dựng đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày những gì bị che kín, chỉ đường cho kẻ bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được Thế Tôn dùng nhiều phương tiện để trình bày giải thích. Nay con xin quy y Thế Tôn, quy y Pháp, quy y chúng tỷ kheo. Mong Thế Tôn nhận con làm cư sĩ, từ nay cho đến mạng chung, con chọn đời quy ngưỡng.